Xin chào anh em. Vâng, thì hôm nay mình đang có ở trên tay đây là một chiếc Xiaomi Redmi K50 anh em nhé. K50 thì series đợt vừa giờ thì nó có rất là nhiều mã, nó phải nói là nó vô cùng là nhiều mã luôn. Nó có K50 thường, đó là chiếc máy này sở hữu chip Dimensity 8100. Nó có K50 Pro sở hữu chip Dimensity 9000. Rồi nó có K50 Gaming chip Snapdragon 8 Gen 1. Và có vừa đợt vừa giờ mình về là K50 Ultra Snap 8 Gen 1 Plus. Đó, nó rất là nhiều mã của dòng K50 luôn, K50 series rất là nhiều mã luôn. Và hôm nay thì mình có chiếc K50 ở đây. Đây là chiếc máy cơ bản nhất, sạc 6-7W và màn hình 2K. Vâng, thì mình không làm review để làm cái gì cả đâu, bởi vì là rất là nhiều anh em trên mạng làm review rồi. Thế nên là mình làm cái clip này để mình hướng dẫn anh em cách chạy được tiếng Việt cho chiếc máy này. Vâng, thì để mà chạy tiếng Việt tạm thời chiếc máy này ý, thì ở trên TikTok mình đã hướng dẫn anh em cách làm rồi. Nhưng ngày hôm nay thì mình làm clip này để hướng dẫn anh em cách chạy tiếng Việt 100% ROM tiếng Việt nhé. Thì chiếc máy này hiện tại bây giờ chỉ được bán ra tại thị trường nội địa Trung Quốc thôi. Thế nên là nó chưa có ROM quốc tế hay EU đâu, mà nó chỉ có ROM mà do một bạn ở Việt Nam, bạn ấy làm Việt sub, bạn ấy làm Việt hóa ra đó. Thì bây giờ là mình sẽ mở hộp ra, thì bên trong chiếc máy này nó cũng như chiếc máy khác thôi. Đây là màu đen, màu có làm gọi là, có nghĩa là đây là cái màu mà gọi là đẹp nhất của dòng K50 này, đó là màu đen mà có dạng gọi là có đen gương vỡ đó. Phía dưới cùng là nó có giống như cái họa tiết là kính vỡ đấy đó. Còn về màn hình từ trước thì nó cũng tương tự như chiếc K50 khác thôi, tự như là K50 Gaming hay là K50 Pro đó. Đó, thì bây giờ mình sẽ mở ngồi lên nhá. Để mà bây giờ để chạy tiếng Việt chiếc máy này ấy, thì việc đầu tiên là chúng ta cần phải unlock nó. Thế nên chúng ta cần chuẩn bị một cái sim 4G như này nhá. Một cái sim 4G để chúng ta tạo tài khoản Mi và chúng ta xin người unlock. Sau 7 ngày thì chúng ta mới unlock và chúng ta chạy tiếng Việt được. Đó. Và cái sim này thì làm như nào thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn nhá. Các bạn cùng xem và phải nhớ. Cái này thì các bạn có thể nó làm tương tự những chiếc Xiaomi khác thôi, thế nên các bạn thể biết rồi thì không cần phải bỏ qua cái đoạn này. Đó, thì khi kích hoạt xong thì nó chỉ có tiếng Trung và tiếng Anh thôi. Có rất là nhiều ứng dụng Trung Quốc ở đây. Đó, nó chỉ có tiếng Anh thôi và rất nhiều ứng dụng Trung Quốc ở đây. Thì bây giờ là mình sẽ lắp sim vào và mình sẽ tạo tài khoản Mi Cloud nhá. Đó, bây giờ mình sẽ lắp sim vào, lắp sim ở phía dưới này, chúng ta chỉ cần chọc ra thôi. Đó, và sau đó chúng ta sẽ lắp sim vào. Mọi người và anh em nếu mà muốn chạy ROM tiếng Việt trên máy này thì mọi người phải xem kỹ clip này của mình, bởi vì mình hướng dẫn rất là chi tiết, mọi người chỉ là xem sai thôi, mình có thể làm xảy ra trường hợp chết máy đấy, mọi người xem kỹ nha. Đấy, hoặc là mất thời gian của mọi người. Đó, đầu tiên là anh em và mọi người cùng cài, cùng tạo cái tài khoản Mi Cloud nhé. Đó, tạo bằng số điện thoại rất là dễ thôi. Ô, quên mất, cái này phải kết nối mạng đã nhỉ. À, mà cái sim của chúng ta là phải có kết nối 4G đấy nhé. Nếu mà chúng ta hết 4G thì chúng ta phải nạp thêm tiền nhé để chúng ta dùng 4G. Nếu mà chúng ta không có mạng thì chúng ta sẽ không dùng đâu, kể cả chúng ta dùng mạng wifi nó không cho phép đâu, chúng ta phải dùng mạng 4G nhé. Đó. Thì bây giờ để mình bỏ qua cái bước tạo tài khoản này, mình sẽ đến luôn cái bước đăng nhập nhá. Ok, thì bây giờ mình đã đăng nhập xong rồi này. Bây giờ mình đăng nhập xong rồi nhá, thì bây giờ là mình sẽ vào cái spec này, mình sẽ bật cái MIUI 5 lần để nó bật cái trình develop lên nhá. Đó, develop option nó đã bật rồi này. Thì bây giờ mình sẽ vào phần cài đặt, mình vào cái phần mà cài đặt thêm này. Đó, xong mình sẽ tìm cái phần là develop option này, phần mình mở rộng, phần nhà phát triển là mình sẽ chọn là Mi Unlock Status này. Đó, sau đó mình sẽ ấn vào add tài khoản này nhá. Lúc này chúng ta phải tắt wifi đi để 4G nhá. Đó, nó báo ok, chờ chút nhá. Phải chờ một chút nhá, bởi vì là cái này đó nó báo như này mới được nhá. Còn nếu mà chờ mãi không báo thì lên kiểm tra lại kết nối của 4G nhá. Đó, sau khi chúng ta làm bước này xong thì chúng ta cùng chờ 7 ngày và sau đó chúng ta sẽ chạy tiếng Việt. Ok. Ok nhá. K50 sau khi xin quyền được 1 tuần 167 tiếng thì bây giờ chúng ta tiến hành chạy tiếng Việt thôi. Chạy tiếng Việt thì đơn giản thôi, chúng ta cần chuẩn bị cho mình một chiếc máy tính chạy Windows. Chạy Windows 7 trở lên thì càng tốt, có hình ổn một chút. Quan trọng nhất là đường truyền mạng phải rất là nhanh nhá. Và một sợi cáp USB Type-C này. Đó, một sợi cáp USB Type-C xịn. Tôi nhất là dùng cái sợi theo máy. Ở đây thì mình đang dùng cái sợi của K40 Gaming mà mình thích cái màu vàng này. Nhưng không quan trọng đâu, chúng ta cần USB Type-C là được. Thì chúng ta cắm cổng USB này của nó vào trong cái cổng trên main của máy tính bàn hoặc là cổng vào máy tính laptop, và chúng ta nên cắm cổng USB 2.0 thôi nhé. Chúng ta không nên dùng cổng USB 3.0, bởi vì 3.0 thì mình thấy hay bị lỗi hơn là 2.0. Ok, thì bây giờ chúng ta thao tác trên máy tính nhá. Việc đầu tiên thì hiện tại là K50.
sau đó là mình ấn vào cái barcode này, đó. Bây giờ mình để cái barcode này nhá. Thì ở trên điện thoại chúng ta bật wifi đây, kết nối mạng cùng wifi cùng với cái mạng của máy tính này nhé. Chúng ta sẽ ấn vào cái cài đặt này, vào điện thoại này. Chúng ta vào cài đặt này, chúng ta sẽ vào lại cái phần Mi Account này. Chúng ta ấn vào cái quét này nhá. Đó, sau chúng ta quét cái barcode thôi. Đó. Cái barcode xong nó hiện như này, chúng ta ấn đăng nhập này. Ok, đăng nhập này. Đó, thì ở trên máy tính cái Mi Account đang Mi Flash Tool nó đang đăng nhập tài khoản này. Chúng ta chờ chút nhá. Ok, đăng nhập xong. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào Fastboot để chúng ta chạy unlock trên máy này. Và Fastboot bằng cách là tất cả cái ROM, chạy ROM hay là unlock chúng ta đều dùng Fastboot hết. Thế nên chúng ta nên biết cái thao tác vào Fastboot này, nó dễ thôi. Đó là chúng ta ấn nhỏ tiếng này, nhỏ tiếng nhá. Đó, nhỏ tiếng này, cứ giữ nhỏ tiếng thôi. Giữ cùng phím nguồn cùng lúc hai phím này, đó, nó hiện cái gì kệ nó, cứ giữ nhỏ tiếng phím nguồn thôi. Giữ nó rơi khoảng 10 giây ấy. Cứ giữ thôi nhá. À, giữ này. À, cứ giữ thôi nhá. Ta cứ giữ nha. À, bởi vì là cái máy này nó chạy chip MediaTek Dimensity 8100 thế nên là Dimensity ấy. Thế nên là chúng ta vào Fastboot nó sẽ hơi lâu hơn Qualcomm một tí. À, nhưng nó hiện lên như này được nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ tất nhiên đầu kia mình cắm vào máy tính rồi, đầu này mình sẽ cắm vào điện thoại này. Đó, máy tính nó nhận được nha. Đây, trên phần mềm Mi Unlock nó sẽ báo là điện thoại đã được kết nối và khi chúng ta lock sẽ mất hết dữ liệu người dùng. Thế nên là chúng ta mua cái máy này về trong một tuần chúng ta chờ xin quyền, chúng ta chụp được bao nhiêu ảnh, chúng ta cảm thấy cái dữ liệu gì quan trọng thì chúng ta hãy lưu lại, bởi vì là chúng ta chạy xong là chúng ta sẽ mất trắng như lúc chúng ta mới mua đấy. Các bạn lưu ý như vậy nha, anh em lưu ý như vậy nhé. Ok, chúng ta lưu lại rồi, chúng ta sẽ ấn vào lock. Đó, nó lại cảnh báo lần nữa này, chạy xong sẽ mất hết dữ liệu, chúng ta có đồng ý lock không? Ok, mình đã lưu lại rồi đúng không? Lock. Đây là cảnh báo thêm lần nữa là 2-3 lần chúng ta đã lock thành công. Rất là siêu vi, rất là cẩn thận luôn. Đó. Chờ thôi. Bởi vì là mình xin quyền chiếc máy này vào ngày thứ 7 tuần trước là 10 tháng 9 và hôm nay là 19 tháng 9 rồi, mình để hẳn những 7-8 ngày liền rồi. Đó, sau khi unlock thành công thì điện thoại sẽ đi xếp lại và trên này nó báo hình cái khóa mở khóa như này là chúng ta có thể chạy ra ngoài rồi. Ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ chờ xem cái bản ROM mà chúng ta download đã xong chưa. Nha. Cái bản ROM này là mình sẽ để link cho chúng ta download ấy và pass giải nén nữa, nên chúng ta liên hệ với mình nhé, tại vì là cái ROM này là mình không phải dễ là có được. Đấy, thế là bạn nào mua máy bên mình hay là bạn nào ấy thì cứ liên hệ với mình thì mình sẽ gửi cho nhá. Đó, sau khi giải nén xong này thì nó ở cái file trạng thái cài đặt như này. Đó, cái này chúng ta cài đặt cái Fastboot thôi, rất là đơn giản. ROM là do Việt Nam phát triển, rất là dễ dùng thôi. Bây giờ chúng ta lại trên điện thoại chúng ta lại vào lại Fastboot nhá, như vừa giờ ấn nhỏ tiếng với nguồn này. Họ giữ chặt cái máy dạy chip Dimensity như chiếc máy này ấy, hay là chiếc của MediaTek ấy, thì nó sẽ rất là rủi ro khi chạy ROM, nên chúng ta phải cẩn thận, chúng ta nên có máy tính xịn xịn một chút, nên có nguồn điện xịn xịn một chút, tốt nhất là dùng laptop cáp xịn một chút thì nó không sẽ không bị gián đoạn, chứ nếu mà nhiều khi nó bị gián đoạn là bị break luôn. Bạn nào mua máy bên mình thì gửi ra mình sẽ hỗ trợ cứu break cho các bạn miễn phí, còn không mua bên mình thì các bạn liên hệ đến nhà các bạn mua bán hàng của các bạn, bởi vì là cái đấy nó liên quan đến vấn đề bảo hành người sau nhá. Đó, thì bây giờ thì hiện Fastboot rồi nhá. Thì mình sẽ ấn vào cài đặt thôi. Đó. Ở trên này này nó có cái là nhấn Y để cập nhật mặc định, nhấn này để N để xóa dữ liệu. Chạy lần đầu thì tất nhiên là chúng ta đang chạy lần đầu đúng không? Chúng ta sẽ nhấn N nhá. Đó, đang xóa dữ liệu này. Đó. Đó, bây giờ nó sẽ xóa dữ liệu nha. Đó, nó vào lại Fastboot này. Và nó chạy. Đó. Cái bước này rất là quan trọng là chúng ta phải để cái máy chúng ta trong trạng thái đứng yên, chúng ta đừng cầm lên nhé, chúng ta cứ để nằm yên thôi, nằm yên tại chỗ và thật là an toàn, bởi vì cái này nó chạy mất khoảng 10 phút đấy. Thế nên là trong thời gian 10 phút này chẳng hạn máy tuột cáp là nhiều khi máy bị chết luôn. Thế nên chúng ta phải thật cẩn thận, mình đã bị chết cáp 40 gaming rồi nhé, khi mình chạy ROM về sub ấy mình đã bị chết rồi, cho nên do là dây cáp bị lỏng, thế nên là các bạn phải thật cẩn thận. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ nhé, mình sẽ tua nhanh lại đi. Khi nào ấy ở trên thiết bị nó chạy tất cả ok này, nó báo là máy sẽ khởi động lại này, là xong. Đó, là xong nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ chờ lên thôi. Đó. Nó sợ cái bước này nó khởi động mất tầm khoảng 10 phút đấy, 50-10 phút rồi đấy. Máy tính chúng ta không dùng. Ok, xong rồi nhá. Đây này. Đó, ROM này Việt hóa bởi cái bạn là bạn Việt Hoàng. Đó, ở trên này mình nhớ là có thông tin để các bạn có thể là donate cho bạn được. Đó, đây này.
bạn muốn donate cho bạn Việt Hoàng thì các bạn donate vào đây nhá, qua Momo, Viettel Pay và Zalo. Đó, theo cái số tài khoản MB của bạn là cái số tài khoản này, hoặc là Việt Team anh số tài khoản này nhá, để mà ủng hộ bạn đấy. Đó, thì là khi cài xong thì chúng ta sẽ có tiếng Việt đầy đủ như này này. Đó, và đây là trên nền nó gốc luôn. Đó, rất là ngon. Cái ROM Vietsub này thì có trên rất là khá nhiều máy rồi. Bạn này bạn mở trên khá là nhiều máy rồi. Đó, thì là mình sẽ hướng dẫn các bạn chạy dần sau. Nhưng mà chúng ta nên ủng hộ cho người làm ROM nhá, tại vì bạn ấy làm hoàn toàn là miễn phí. Đó. Đây, cái này nó yêu cầu chúng ta phải dùng tài khoản đấy. Cái ROM của Trung Quốc nó hay bị vậy. Cho nên là khi chúng ta kích hoạt thì chúng ta nên không bỏ qua cái mạng này. Thì nó sẽ không hỏi chúng ta kích hoạt. Đây, bỏ qua hết đi. Bỏ qua. Ok. Đó. Qua tiếng Việt luôn nhé. Trên nền nó gốc. Ở cái này mình thích nhất ấy, là không giống như cái phần tiếng Việt là mình cài nhanh cho các bạn ở trên TikTok ấy. Mình có lưu dẫn ấy, đó là cái ROM có tiếng Việt cài full được vào đây, nhưng mà cái giao diện là có để cái phông chữ rất là xấu, nhưng cái phông chữ của bạn này làm rất là đẹp nhá, như cái bản quốc tế thôi. Đó. Các bạn có thể nhìn thấy phông chữ rất là đẹp này. Đó. Ok, đơn giản vậy thôi. Google vào đây app của Trung Quốc xóa hết rồi. Đó. Đầy đủ là chúng ta sẽ cài thêm cái này nó lược hết rồi cho nó nhanh, nhưng mà chúng ta sẽ cài thêm YouTube và chúng ta sẽ cài thêm các thứ nhá, là vào chúng ta sẽ dùng được thôi nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đơn giản như vậy thôi. Bạn nào mua máy ở bên cái ROM này ý, thì là mình sẽ chia sẻ cho các bạn inbox vào Facebook bên mình hoặc là Zalo bên mình. Các bạn có thể vào trong hết là mbn.vn để inbox ở trong đấy cũng được, thì mình sẽ gửi link cho các bạn. Đó. Và để mua máy sản phẩm, để mua sản phẩm này ý, thì các bạn cũng vào trong hết mbn.vn đặt hàng luôn. Thì ngày nay mình hướng dẫn các bạn chạy toàn tiếng Việt cho chiếc K50 gaming này, bởi vì K50 này, bởi vì rất là nhiều bạn mua online bên mình và yêu cầu mình hướng dẫn các bạn nên muốn gửi Win Sim. Thì mình đã làm clip này để các bạn xem. Đó, thì cần các bạn inbox mình nhá. Mình làm clip nhanh gọn như vậy thôi. Các bạn xem clip, chào và hẹn gặp lại các bạn.